Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vâng, và hôm nay em lại tiếp tục đi ra đồ cũ quay cho các bác xem có mấy con Omni mới thì và mấy con đầu CD và của cassette. Thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem. Vâng, trước mắt các bác là một con Marang PM500 rất là đẹp. Đấy, em quay mặt nó rất là đẹp nha các bác nhé. Này có giá hơn 8 triệu. Giá ngoài 8 triệu là mua ở bên này, chưa có tiền công và tiền gửi về, bảo hành 3 tháng. Con này đánh 8 ohm thì được 40W, 4 ohm thì được 55W, từ 10Hz đến 50kHz. Con Marang PM500 màu rất là đẹp. Em quay các bác xem. Ở trên cao, thành ra này em không quay ra đằng sau được cho các bác xem. Đó, nó có cả equalizer này, cắt các tần số từ 50Hz đến 12,8 kHz. Rất là đẹp. Mặt mũi đẹp lắm các bạn ạ. Tiếp theo nữa là một con Lex A7 giá 5 triệu, bảo hành 3 tháng, 200W 4 ohm, 100W 8 ohm. Mặt nó rất là đẹp nha các bạn nhé. Mặt rất là đẹp. Bát check này, đánh cầu A, B, A cộng B và ba lăng. Volume ở giữa, tone, putting. Rất là đơn giản thôi. Nó cũng chỉ hơn chục cân thôi các bác ạ. Đó, là con Lex A7. Và tiếp theo nữa là một con Marang PM15S1. Con này có giá khoảng hơn 18 triệu. Bảo hành 3 tháng, 90W 8 ohm, 140W 4 ohm. Sản xuất tháng 3 năm 2005, bảo hành 3 tháng. Vẫn còn điều khiển. Và tắp lô. Đây các bác. Dây nó rất là to. Dây to lắm các bác ạ. Còn nguyên tắp lô này, điều khiển đây rất là mới, điều khiển rất là mới, và con Omni này cũng rất là mới, 15S1. Nó nặng lắm các bạn, chắc con này nó phải ngoài 20 cân, rất là nặng. Bát check ATT Rec Out Polo MC Delay Tone Sep Input cổng chọn Input Volume. Rất là đơn giản thôi. Mặt nó rất là đẹp. Mặt nó hõm vào trong các bạn. Đây nó có một cái khe, không bắt đầu nó bo ra ngoài. Nhìn rất là đẹp, xong rồi hai núm hai bên cạnh. Rất là đẹp. Đó là một con Marang PM15S1. Tiếp theo nữa là một con Marang PM7004. Con này bảo hành 3 tháng, 70W 8 ohm, 100W 4 ohm. Sản xuất tháng 8 năm 2010. Con này chỉ còn dây nguồn và tắp lô thôi. Con này có giá gần khoảng 10 triệu nhé các bác nhé. 10 triệu đấy.
rất là đẹp, mặt nó rất là đẹp, chưa bị xước sát gì. À đây, có một tí nha các bác nhá. Đấy, một tí vết chấm bé bé này. Đó là con Marang PM7004. Cổng chọn có Follow, CD, Tuner, AUX, DVD, Recco, Vute. Cổng chọn đường vào loa là AB đây. Power Ampli, Direct, Bass, Mid, Jack, Balang. Đầy đủ, con này thì nó đầy đủ các chỉnh Bass, Mid, Jack, Balang. Đó là con Marang PM7004. Có giá khoảng 10 triệu, chưa tính tiền công và tiền gửi về. Không nặng. Bác nào thích con Pioneer này thì trước em cũng quay rồi này, Pioneer A05. Tiếp theo nữa là một con cũng của Marang PM5. Con này có giá khoảng 10 triệu. 4 ohm thì được 240W, 6 ohm thì được 200W, 8 ohm thì được 160W, sản xuất năm 1989. Có cả Class A nhé các bác nhé. Con này nhìn nó rất là đẹp luôn. PM5 này, màu đen, rất nhiều núm chỉnh, selector, volume, balang, model, bass của nép đây, bên trái bên phải, bass chép, control. Con này thì nó đánh Class A là ra cũng được 8 ohm, được 160W này, em thấy nó khá là khỏe các bác ạ. Đó là về âm ly của hôm nay rất là nhiều Marang các bác ạ. Bây giờ em sẽ quay đầu CD cổ tích ZD5000, giá ngoài 6 triệu, bảo hành 3 tháng. Con này thì không còn khiển như các bác nhé. Sản xuất năm thì nó cũng không ghi. Các nút chỉnh trước mặt thì vẫn rất là đẹp. Ở đây nó bị một tí vết xước ở cái mở khay đĩa này, cái trắng này. Đó là con CD, con Tech ZD5000. Con này bảo hành 3 tháng nhé các bác nhé. Tiện thể quay cho có mấy bác của em muốn chọn âm ni, hôm nay em cũng tiện đi quay cho các bác xem luôn. Rất là nhiều âm ni. Và đây là con Akai GXZ7100EV, bảo hành 3 tháng, từ 15Hz đến 23kHz. Có giá ngoài 6 triệu, chưa tính tiền gửi về. Rất là dày các bạn, nó dày như cái âm ly ấy. Khoảng 18 phân. Dày khoảng 18 phân. Này Rec Out, Rec Never, Follow Never, Never Bias. Đây là Bias này. Rất là nhiều các nút. Nhưng mà con này nó rất là đẹp các bạn, em thấy nó dày lắm. Bên cạnh này là sắt, nhìn rất là đẹp, con Akai này nhìn rất là đẹp các bác ạ. Đó là con Akai GXZ7100EV, đẹp thật, tổng thể nó rất là đẹp. Hôm nay em đi thì toàn những con nó mới và rất là đẹp nhé các bác nhé. Đó, con đây có con tích cam, con Marang PM6006, nhìn rất là đẹp, rất đẹp và mới. Con nào mới là nó quấn hết túi bóng này, sợ xước sát hay bụi.
Đó, thì hôm nay em đi thì có rất là nhiều con mới như vậy. Đó, chắc này em cũng quay qua như vậy cho các bác xem. Chắc này em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo ạ. Các bác yêu quý em thì hãy cho em xin một like, một share và đăng ký kênh nhé các bác nhé. Và bây giờ em xin kính chào các bác ạ.